Áo này mình mặc quần sóc đen này mình đi chơi, đi cà phê, đi picnic, bạn này bạn bè rất là xinh luôn. Cái này mới là gu của mình này. Đấy. Quần sóc đen tắt ta này nó cũng là một dạng mà cái quần gọi là quần quốc dân đấy, mà nó còn tạo độ phồng tốt. Nên như chị em là có cái vòng ba hạn chế ấy, thì cái quần sóc này ấy, nó giúp cho chị em mình tạo cái độ phồng hông, nảy mông nảy hông và che khuyết điểm rất là tốt, bụng cũng không lộ luôn á. Quần sóc có ly nhá, nó không bị lộ lộ phần bụng dưới và đẩy hông đẩy mông. Như chị em nào mà cái vòng ba nó bị hẹp ấy, nó không được nảy ấy, thì cái dáng quần sóc của tát ta nó sẽ nảy mông rất là tốt đấy, nhìn dễ thương. Quần này thì mình có thể kết hợp đây những cái dạng áo, cái dạng áo như này này cũng rất là xinh. Dáng này có mấy màu, là màu vàng và màu kẻ này này, kẻ này còn size M, size M dưới 54 cân là mặc vừa đấy. Ví dụ ai mét 6 tầm tầm 54 55 cân vẫn mặc được. Không có túi để cho chị em mình, những người mà không thích có túi ấy, thì nhìn cũng rất là xinh nhá. Đây này, cái này rất là xinh luôn, yêu lắm, dễ thương lắm luôn. Cái tuổi mà các bạn học sinh sinh viên ấy ok luôn, và tầm tuổi mình là ngoài 40 thì mình thấy mặc vẫn rất là hợp, rất là hợp. Thì có thể là ai thích túi thì mình có thể lựa chọn theo mẫu như này, ai không thích túi thì mình có thể mặc như này. Như này là dễ mặc nhất, bởi vì có những người ví dụ như là vòng một họ to ấy, thì họ không thích có túi, hoặc là những người mà nhiều tuổi hơn một chút thì họ không thấy cái không thích cái túi thì người ta bỏ cái túi đi, hoặc chỉnh một chút cái cổ nó bé lại, hoặc cái dáng cổ nó khác đi tí xíu thôi là xinh. Đấy, cái màu này là có sẵn size M và size L nhá. Như này thì nó sẽ quốc dân hơn một chút xíu ạ. Thì là nếu như chị em nào mà yêu thích cái mẫu này thì có sẵn size M, size L. Chị em mình có thể mua luôn được ạ. Size M thì dưới 52 cân mặc vừa, size L thì chắc dưới 56 cân là mặc được. Tuy nhiên nó phụ thuộc vào chiều cao nữa nhé. Phụ thuộc vào chiều cao nữa, bởi vì chiều cao mà 1m6 mà người ta săn chắc thì người ta vẫn có thể mặc, ví dụ như là cái size M ấy, mà cái người ta 55 cân mà người ta cao 1m6 thì vẫn mặc được, vẫn mặc được. Nên là mọi người cứ vui lòng là thích mẫu chụp mẫu gửi vào Zalo, số Zalo là 0984004193, hoặc là gửi vào Facebook Hiệu May Thời Trang Thủy. Cho mình chiều cao và số đo 3 vòng thì mình sẽ tiện vấn đề tư vấn size cỡ cho khách hàng, cho mọi người nhé. Xinh quá. Yêu luôn.